Còn mở cà phê đó là đam mê, và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy gì đam mê. Em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này. Bạn này cứ làm. Vậy tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Chứ bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Trân Trọng Trí, quê ở Bình Thuận. Em vào Biên Hòa sống, học và làm việc từ 2009 tới giờ. Trọng Trí làm gì? Dạ hiện tại thì em đang đi lang thang anh. Ủa là dạ, làm sao? Gì? Hồi xưa Trí làm gì? Dạ nói thì em đang đi lang thang để đi kiếm mặt bằng mở quán cà phê. Lúc trước thì em làm đầu bếp. Đầu bếp phải mở quán ăn hay gì chứ sao mở quán cà phê? Dạ cái này là đam mê của em thôi. Hồi sinh viên năm 2 thì em cũng có cái ước mơ là mở quán cà phê, là lúc đó em tính hùng với bạn mở rồi. Nhưng mà một số vấn đề nên em không có làm. Đi làm đầu bếp được 2 năm thì tích lũy được một ít vốn. Thì em cũng có mở được một quán cà phê, nhưng mà gọi là cũng tạm thời là thất bại. Dịch quá không ai uống hết. Dạ, qua dịch mình làm lại. Thất bại xong rồi thì em lại quay lại làm bếp. Cũng làm bếp được 2 năm thì em cũng làm lại thêm cái cũng thất bại. Và bây giờ em cũng quyết làm thêm lại nữa. Nhất qua tam nha em. Dạ. Cố gắng lần này sẽ thành công ha. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em sống và làm việc ở Tiền Giang. Em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Chị phải đi điều tra cái người đàn ông này lang thang mở quán cà phê coi. Trời ơi, ta đang chuẩn bị trở thành ông chủ quán cà phê chứ hả? Lang thang nhưng có ý nghĩa của nó. Thật ra là rất là thích cái câu chuyện của bạn này. Có ý chí. Ưu điểm của em là gì? Dạ, về tính tình của em á, theo nhận xét xung quanh của mọi người á, thì em một là người hiền, nhưng kèm theo đó là khó tính. Đối với riêng cá nhân em thì em có cái nhận xét của em là một người không phải dân hiền, thứ dữ chứ không phải dân hiền. Lúc mà tiếp xúc với người ngoài ấy, thì mình sẽ có lời ăn tiếng nói khác. Đối với mức đối tượng thì mình sẽ có cái cử chỉ và hành động khác nhau. Gặp mọi người em ít nói, mọi người kêu em hiền. Nhưng mà thử ra trúng tần số của em thử. Tức là ý nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Dạ. Một con người dễ sợ. Rồi để tôi qua tôi hỏi bên kia coi. Tiền Giang là quê tôi. À, chào cô gái Tiền Giang. Huyện nào? Dạ ở huyện Châu Thành ạ. Trời đất, ngay huyện tôi luôn. Nhà xã nào? Dạ xã Long Hưng ạ. Trời ơi, kế bên xã tôi luôn. Được rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của con thì khá vui vẻ, hòa đồng ạ. Mà cũng dễ tính, yêu động vật. Khuyết điểm là gì? Tính tình hơi thẳng thắn cho nên là đôi khi làm mất, người khác buồn. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Chưa có hả? Dạ. Trời, người Tiền Giang tôi dễ thương trời. Đó giờ có yêu đơn phương hay để ý người nào không? Dạ không ạ. Học trường nào ra vậy? Dạ trường Vĩnh Kim ạ. Trời ơi, học chung trường tôi luôn mọi ơi. Tôi học trường Vĩnh Kim luôn nè. Dạ. Trời, xưa chú học thầy hiệu trưởng trường thầy Đường, cô Đậu này kia đó. Đồng môn. Đồng môn, đồng hương luôn. Bây giờ qua đây mình hỏi hôm nay là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc đăng ký thì em chưa có mối tình. Nhưng mà đăng ký xong vài tháng thì có em bộ. Có quen một bạn. Quen được 3 năm thì chia tay. Bây giờ nè, tôi hỏi tương lai mình sẽ tính như thế nào. Nếu mình mở quán cà phê thì mình ở Đồng Nai hay mở thành phố Hồ Chí Minh, hay mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai hay lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Trước mắt thì em sẽ lập nghiệp ở Biên Hòa. Em vô từ 2009 tới giờ là em sống và làm việc ở Biên Hòa hết. Thì một là quay lại cái nghề bếp, hai là rút về quê, rút về nhà. Bình Thuận hả? Dạ. Nhà em từ đây từ thành phố về cũng 150 cây thôi à. Dạ. Từ đây về Tiền Giang tôi có chưa tới 100 cây. Xong về Tiền Giang về chi tới Bình Thuận. Đi. Cái đó là dự định ban đầu, nhưng mà lúc có gia đình nhiều có nhiều thay đổi mình không thể nói, ví dụ như mình có thể vì bạn gái mình đi đâu đó. Được. Vì anh đi đâu đó. Cái này được. Tôi rất là thích cái anh này luôn á, thích cái suy nghĩ của anh. Thật ra cái đó là suy nghĩ rất là thoáng. Ở đâu có tiền, ở đâu phát triển kinh tế mình ở đó. Dạ. Bạn này rất là bản lĩnh, rất là cầu tiến. Riêng với bạn này làm một chút thì chị sẽ nói vô không.
Thật, tại vì em cũng bị chê nhiều lần. Mấy bạn nữ chê em là không có chí, không thấy em có công việc ổn định, nhảy cái này qua cái khác, nhảy cái này qua cái khác. Không, cái này là chị thấy em ai nói em như vậy là chị thấy em không đúng á. Nói cũng đúng chứ phải không đúng. Không. Gặp một đàn ông mà cứ nay việc này mai việc kia, không có đâu ổn định chân, mà cũng thấy tiền bạc không có gì hết trơn, thấy lang thang hoài tao cũng lo chứ. Bạn này có gì? Một cái nghề đó là đầu bếp. Nghề đó là cái nghề để làm gì? Dự trù những lúc thất bại sẽ quay lại cái nghề đó để kiếm tiền. Còn mở cà phê đó là đam mê, và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy gì đam mê? Giống như em nghĩ là giống cái bếp rồi, gọi cái nghiệp của em rồi, còn cái mở quán coi như là cái nghề, tại vì cái nghiệp cái bếp đó là cái nuôi sống của em. Đây nè, em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Thật ra cái nghề em rất là dễ kiếm tiền. Dạ. Không chỉ mở quán cà phê, mà trong quán cà phê có thể bán các món ăn luôn, nó hai trong một luôn, thì em dễ kiếm tiền. Dạ. Hơn. Còn bây giờ mở quán cà phê, ta tới quán cà phê, ta đi ăn chỗ khác, tự nhiên cái nghề em để làm gì? Em phải khai thác cái nghề của em. Dạ. Và thật ra cái bạn này á cũng rất là dễ phát triển nếu như các bạn có mặt bằng tốt. Chỉ cần 1 năm, 2 năm là các bạn phát triển ngay. Nếu đúng mà em nấu ăn ngon, đầu bếp giỏi, quán cà phê đẹp thì làm giàu mấy hồi em. Không thể lang thang như thế mãi được. Lang thang như người ta nói là người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Như thế lang thang hoài à, không thấy nhớ con đường nào à. Vậy rõ ràng là bạn này đang bị thiếu một cái người để tính toán cho bạn. Chính xác luôn. Nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu một thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn. Bạn này không phải không ổn định, mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn ủa không, không đủ điều kiện lo cho mình rồi lấy gì lo cho vợ được. Thì biết là vậy, nhưng mà tôi nói thiệt sao, tức là cái này là một phần, thì cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ thì là hiện tại là em đang có độc thân, nên em quyết tâm em dám mở quán. Lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Và bây giờ nè, chúng ta nếu chúng ta họp với bạn gái bên kia, chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Ba mối sao? Ba còn binh gì nữa? Tôi vẫn binh nè, tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ gì cứ lỗ không hoài, thất bại hoài. Không phải là hỗ trợ về mặt kinh tế, nhưng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm. À, vậy tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Tại vì em, quan điểm của em là phi thương bích phú. Thì bây giờ là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó. Em, cho nên là em rất là thích muốn. Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề anh nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi, không cứ lo cái khuyết điểm để đẩy khuyết điểm cuối cùng là nó khuyết điểm nó kéo em xuống cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ có là chỉ thiếu cái sự may mắn thôi để thành công. Nên là em vẫn ủng hộ. Em đam mê mở quán cà phê thất bại lần nữa thì sao? Tại sao cái chắc ăn không làm đi? Dạ, trên này đâu có cái gì chắc ăn đâu anh. Ví dụ nếu mà làm bếp đó, cái đó là đi làm thuê, thì em chỉ là ví dụ như em đi làm mấy năm, đồng lương thì em cũng có, em tích góp được cái vốn em mới mở quán cà phê. Nhưng mà khi có gia đình thì cái số tiền mà đi làm thuê đó không đủ dư giả để mà lo. Ăn chắc mặt bền, có trước cái đã, thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Dạ, tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Câu này là không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là không, nếu có mẹ lo thì được. Không, tôi có không đồng ý, đàn ông vậy không được. Tại vì ở dưới quê mẹ em cũng đang hối lắm. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về cái ngoại hình á thì dễ nhìn thôi. Chủ yếu là cái tính tiền của người đó, biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác tí, không có đinh đá. Còn em gái bên kia, mẫu hình thế nào? Mẫu hình của con thì cao ráo, dễ nhìn, có công việc ổn định và phải chín chắn ạ. Bên kia thì chín chắn, nghề ổn định là có. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị của em. Dạ trước hết đó là con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Thì em của em thì tính nó hay nhút nhát lắm, kính kẻ nữa, cho nên là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa của mình. Bạn nam thì thân hình cũng cân đối, vui vẻ, năng động, cũng có trì trí trong công việc là không sợ thất bại. Một chút nữa mà có gặp mặt nhau mà
Nếu mà thấy có cảm xúc á, thì bấm nút cho nhau cơ hội. Nhà mình có kinh doanh mua bán gì không em gái? Dạ có, tạp hóa là bia và nước vậy đó. Trời, thế ông ta cũng kinh doanh thôi. Dạ, nhà mẹ em cũng bán tạp hóa. Ủa vậy đó hả? Mình trao đổi làm đại lý, mai mốt tôi bỏ nước rửa chén, rửa tay, nước lau sàn, nước giặt giả. Trời ơi, lợi dụng vậy sao? Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với bạn thời sinh viên á. Con xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn Bình Như với lại họ hàng bên nhà gái. Như chú Quyền Linh đã nói là bây giờ là bất quá tam thì tất nhiên là chắc trí cũng đang dốc hết sức để làm cú chót thôi. Còn không thì cũng an phận lại. Nếu như mà cảm thấy như đủ bản lĩnh, cổ vũ cho trí thực hiện cái dự định của trí, cái ước mơ của trí từ hồi mình biết trí tới giờ. Làm hậu phương ha. Vâng. Suy cho cùng thì bây giờ trí phấn đấu cùng nỗ lực lo cho người con gái đi cái cảnh trí sau này thôi. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ hai bên gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Đến với chương trình á, em có món quà, cái này là từ tay anh làm. Cảm ơn. Có thể mở ra không? Ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Hai ta là cùng nghĩ tới cái vấn đề là xây dựng mấy nhà riêng cho chúng mình. Chàng lãng tử của tôi, hãy cầm cái đàn và hát một bài hát nào đó để chúng ta gọi là tạo nên những cảm xúc ban đầu. Em thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ đi ạ. Vậy anh chịu khó nghe bolero nha. Ông này cũng đặc sắc lắm nè. Dạ em xin gửi bài Tôi Đánh Cô Đơn. Cô đơn em dù đẹp như mộng mơ, tôi vẫn cô đơn chưa hề bao nhiêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không hề thương không hề nhớ. Chiều một mình trên phố hồn bóng nắng vẫn mưa. Anh có thấy anh đẹp trai không? Dạ cũng được ạ. Cũng được thôi hả? Cũng được là giống cái câu trả lời nãy chú Linh đề nghị á. Em thấy cũng hơi xa. Nếu mà hẹn hò thì chắc khó gặp nhau lắm hả? Có hay không cái đó là do mình thôi. Ví dụ thu xếp, ví dụ anh không thu xếp được thì em có thể thu xếp lên anh. Còn ví dụ em không thu xếp được thì anh sẽ thu xếp lên em. Hoặc là hẹn nhau lên thành phố. Từ nhỏ tới lớn em cũng loanh quanh ở Tiền Giang không à, cho nên không có đi tới. Vậy hay rồi, vậy tí đó về anh lệnh với Biên Hòa chơi. Có gì lệnh dẫn về Bình Thuận luôn. Nhà anh mấy chị em vậy? Nhà em thì đông lắm, hết 6 người. Anh con Út hay sao? Anh áp Út. Vậy nếu cưới nhau về thì ở đâu vậy anh? Dạ, cái đó thì ở nhà mình thôi. Nhà mình ở đâu? Tự xây nhà mình ở chị. Còn xây cái ở đâu thì cái đó tùy. Cái này là em có quan ngại về hiện tại thực tại của anh hay không? Thật ra em là một người cũng kém về mặt tính toán về kinh doanh á. Em muốn kiếm một người nào đó có thể lo cho em được, có một công việc ổn định để mà có thể sau này khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo được cho gia đình. Nói chung là lúc đi học thì anh cũng học toán cũng giỏi, nên cái đó yên tâm, anh tính vô. Anh xin phép được cầm tay anh. Nhắm mắt lại. Chi vậy anh? Nhắm mắt lại. Tính hung ta hả? Chi vậy? Làm sao hung được chứ? Không, em nhắm mắt lại đi. Tôi chưa có người yêu, đừng làm tôi sợ nha. Rồi em cảm thấy sao? Có bị điện giật không? Em thấy tay em ấm. Ấm. Theo em, ví dụ lúc mà cầm tay á, mà mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận được cái gọi là cái phần tiếp xúc cho thì của đối phương á, có cái gì là gọi là chuyển qua á. Tưởng nó thôi miên hay là nó đọc suy nghĩ của người ta giống trong mấy cái phim không à? Vậy rồi cảm giác của em như thế nào? Dạ phê, dạ lột tê. Thật ra cái này thì em gái cũng rất là cũng hơi hay, tại vì hai mấy tuổi thì bạn cũng là em cũng là đẹp gái.
Chưa quen ai thì em cũng hơi có nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Không biết có thích nữ không? Dạ không ạ. Em muốn có một quan hệ nó chín chắn hơn để sau này tiến tới hôn nhân. Còn những người mà em đã gặp trước đây thì em có cảm giác nếu mà em quen người đó thì không có kết quả, đi kết quả sẽ không đi tới đâu được. Cưới rồi em có về làm dâu Bình Thuận được không? Giả sử như anh không về được Tiền Giang thì em có về làm dâu được Bình Thuận không? Nếu chỗ đó có thể kiểu như là làm ăn được ở đâu thì ở chỗ đó thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bấm là cho chúng ta một cơ hội để đi đến hôn nhân. Bấm là để chúng ta có thể cùng người đó nắm tay đi suốt cuộc đời. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì tuổi của con vẫn còn nhỏ, con cũng không có giỏi tính toán gì, cho nên con muốn tìm một người ổn định hơn, chín chắn hơn để sau này lo cho con được. Chứ được. Bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đừng buồn gì cả, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta hãy hướng tới một mục đích, hướng tới những khát vọng mà chúng ta cần chinh phục nó. Dạ. Chúc các bạn thành công. Dạ, cảm ơn em. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Dạ. Mời nhà gái. Và em trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn. Em tên là Liêu Kim Long, sinh năm 90. Em bây giờ đang làm việc IT. Quê đâu? Dạ quê em ở đây luôn à. Ở đây là ở đâu? Dạ ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Dạ quận 12. À hiện nay đang ở với ai Long? Dạ đang ở với mẹ và gia đình em gái. Rồi đó là lịch trích ngang của Kim Long 32 tuổi. Xin mời các bạn hãy nghe lời tự giới thiệu của nhà gái. Dạ em tên là Võ Trần Lan Anh, 31 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, đang là nhân viên văn phòng ạ. Em sống ở quận Phú Nhuận. Phú Nhuận qua quận 12 gần lắm. Rồi Long có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là làm việc chăm chỉ, với lại làm việc tới cùng hết mọi thứ luôn. Khuyết điểm của em là hơi bị độc lập. Hơi độc lập là sao? Là độc đoán. Độc đoán khác độc lập khác. Dạ dạ dạ. Tức là độc đoán là em quyết mọi thứ hả? Dạ dạ. Người ta hay gọi là sơ sơ là gia trưởng đó đúng không? Dạ 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 dạ. Đại loại như vậy, nhưng mà dạo này em cũng đang cố gắng sửa. À sửa đi. Đúng rồi, cái đó phải sửa. Gia trưởng quá phụ nữ sợ ngại lắm. Rồi nhà gái đi. Rồi bây giờ mình tới nhà gái nè, ưu điểm khuyết điểm nè. Dạ em thì rất là nhiệt tình, chăm chỉ, hòa đồng, hay cười. Nãy giờ chị thấy hay cười thiệt. Bên đây y chang nha. Bên đây càng cười càng cà lắm đó. Sĩ nha, chưa có cà lắm nha. Dạ, khuyết điểm là hơi cứng đầu. Có chuyện gì thì em sẽ muốn ngồi xuống cùng giải quyết cho ra, giống như là cho rõ ràng á. Với lại tính cũng thẳng thắn. Cặp này lạ lắm nha, bên này cứng đầu, bên này độc đoán. Cãi lộn không bao giờ ngừng luôn á. Đúng luôn đó. Mấy năm nay em sửa rồi, đa phần ngày em lắng nghe hết mọi thứ. À. Xong rồi em mới quyết định đi của em. Vậy em nghe đi. Cuối cùng em cũng biết mà. Nếu mà em tổng hợp hết mọi thông tin lại trước. Tổng hợp, chơi vui chứ mà nếu như mình lắng nghe thì mình cũng giảm bớt cái độc đoán độc quyền ở đi. Chào em. Dạ chào chị ạ. Cười rất tươi, có duyên luôn. Cười hoài luôn á, bên đây cũng cười, bên đây hay cười lắm. Cười lắm. Nói nghe nè, bây giờ hồi đó mà độc đoán quá vậy rồi chắc là bạn gái dễ giận lắm đúng không? Dạ xí chưa có chị ơi. Chưa có luôn hả? Chưa có luôn hả? Ế từ lúc mà xong đại học tới giờ luôn. Có biết lý do tại sao ấy không? Độc đoán với lại chuyên gia làm việc có một mình à. Em cũng thích làm việc một mình hơn. Em có nhận một đề tài nào đó, em cũng có làm việc của mình, làm từ A tới Z luôn. Rồi, vì hồi đó tới giờ có thầm thương trộm nhớ người nào chưa? Có hồi mà mới học xong lớp 12, nhưng mà toàn là tình yêu đơn phương thôi. Lớp 12 yêu chi sớm vậy?
Dạ, tại vì lớp 12 đó em học xong em cũng có việc làm luôn. Vô công ty làm xong rồi cũng yêu đơn phương rồi thôi à. Cô, cái cô đó ở đâu? Mà sao thích người ta? Cô không biết nữa. Mặt mày người ta sao nhớ không? Dạ còn nhớ chút chút nhưng mà kiểu như là không còn qua lại nữa. Anh này anh không có bồ, đúng rồi. Anh nhát tới cỡ này lấy gì có bồ. Vậy là em yêu đơn phương mấy năm? Là lâu à, cũng khoảng 7 năm rồi. Rồi đó. Cũng khoảng 7 năm rồi. Rồi đó. Trời đất, có 7 năm. Vậy mà không dám nói luôn. Sao hả? Sao không nói? Có bao giờ thổ lộ không? Dạ có, nhưng mà người ta không đồng ý rồi thôi luôn. Hồi đó giờ có nắm tay phụ nữ chưa? Dạ chưa. Có hung hung nhẹ nhẹ chưa? Chứ nắm tay chưa có luôn anh. Rồi thấy con gái có khoái không? Thì cũng khoái, nhưng mà đa phần làm việc của con mình à. Tại việc của em làm bị áp lực cao á. Ngồi mình coi máy vi tính suốt đúng không? Dạ đúng máy rồi. Máy vi tính là bạn gái luôn đúng không? Dạ đúng là rồi. Luôn, đúng không? Đúng rồi. Rồi lên máy vi tính rồi lúc nào buồn buồn có coi mấy cô gái trên đó không? Trời ơi, em không biết có thời gian rảnh không? Tại vì em bị dí tối ngày. Không có coi phim gì rảnh luôn. À, có coi phim. Phim gì? Đó thì phim mà mới đây em coi đó là phim Bác sĩ ma. Coi ma chi, coi mấy cô đẹp. Không không, bác sĩ ma là phim tình cảm à, Hàn Quốc anh. Có cô gái đẹp không? Dạ, dạ cũng có. Có cảnh hôn nhau không? Không, cái phim đó là nó nói về y bác sĩ đúng không? Dạ, dạ y bác sĩ không? Có cảnh nào mà các cô gái với chàng trai ôm nhau hung này không? Có em, luôn đó anh. Thí dụ có, em có cảm giác gì không? Mình à, em cũng biết. Rồi vậy nó mất cảm giác rồi luôn rồi đó. Anh hỏi kỹ quá. Không ơi, cái này phải hỏi kỹ chứ. Phải hỏi trời kỹ chứ, giờ đi quen bên đàn gái rồi, đàn gái không kiểm tra rồi về rồi nó không có nằm trong cái thế giới đàn ông thì sao? Có bao giờ mà mình khát khao mình được hôn một người con gái không? Đúng rồi. Dạ dĩ nhiên rồi chị. Có nằm mơ thấy hôn ai chưa? Dạ chưa. Không, đâu có khát khao gì đâu. Hỏi thật em là em có khoái con gái không? Dạ khoái chứ anh. Thôi tội nghiệp, người ta ghẹo người ta hoài. Thấy thương quá à. Đến lo làm. Vậy là em còn duyên 100% luôn đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ. Chưa một lần nào luôn hả? Dễ thương. Dạ. Ghẹo chút đừng giận anh nha. Dạ. Tại vậy em hâm mộ anh gần chết luôn á. Phải không? Dạ. Cảm ơn. Ghẹo thấy dễ thương mới ghẹo đó. Bây giờ để anh qua bên đàn gái anh coi coi đàn gái có mối tình nào không? Dạ. Chào em gái. Bớt tấn công em cái. Em được tình duyên sao rồi? Được hai mối à. Hai mối hả? Đỡ bên kia. Mối bao lâu nè? Dạ mối hồi học đại học thì được 3 tháng. Trời. Thứ hai thì quen được 4 năm nhưng mà xong rồi chia tay. 4 năm sao chia tay? Dạ có sự khác biệt về công việc rồi gia đình rồi bạn cũng đi làm xa. Bây giờ bắt đầu quen nè. Nãy giờ em thấy anh bên kia cái tình hình thấy ổn không? Nói chung là mục tiêu hôm nay cũng muốn là có người nắm tay đi về. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Nói chung là em không có quan trọng bề ngoài, chủ yếu là dễ nhìn là được. Em quan trọng về tính cách nhiều hơn, là biết tính trên nhường dưới, quan tâm với gia đình. Thời gian thì có thể là bận rộn công việc á, nhưng mà em sẽ tôn trọng công việc, cố gắng dành thời gian buổi tối với cuối tuần cho gia đình. Rồi bạn bên đó rất là hiền, rất là dễ thương. Nãy giờ anh Linh nói chuyện thấy bạn vô cùng dễ thương luôn. Có thể nói rất là chung thủy nè. Bạn đó biết cách đối nhân xử thế hiền lắm. Theo anh Linh là như vậy đó. Nghe rồi cái mình thấy là mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của ngưỡng gái đưa ra nè? Em cũng đáp ứng được khoảng 80-90%. 80-90% ngon đó, rồi. Ngon rồi đó. Em thích người phụ nữ như thế nào? Em thì thích người phụ nữ hiền. Phụ em làm việc nhà chứ ở nhà em cũng bị mẹ sai làm nhiều chuyện. Sai làm chuyện nhà cái kiếm bạn gái về làm phụ. Không, cùng làm phụ thôi. Vậy rồi. Thôi hả? Rồi có nhu cầu gì về bạn gái nữa không? Em cũng không biết nữa. À, đúng rồi, không biết là đúng rồi. Em gái đi với ai nè? Dạ em đi với chị đồng nghiệp. Nào chị đồng nghiệp thấy em trai thì sao? Dạ, mình thấy bạn trai nhìn có duyên, hài hước với lại có vẻ thật thà. Thì bên chỗ Lan Anh thì cũng rất là hòa đồng, thân thiện với lại cũng chăm làm. Được thì hai bạn cho nhau cơ hội tìm hiểu rồi tiến tới xa hơn. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Mình hỏi nhà trai đi, nhà trai đi với ai cưng? Dạ, đi với đồng nghiệp luôn anh. Đồng nghiệp luôn Long hả? Dạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan.
Dạ, chào tất cả quý khán giả. Chào em. Dạ, em là đồng nghiệp với bạn Long. Có đôi lời thì nói ra với bạn nữ thì nó là Long á, thì trước giờ chỉ là biết là công việc thôi, cho nên ít đi tiếp xúc bên ngoài, nhất là với phái nữ. Cho nên là thấy mình lên chương trình đó là bạn rất là thiệt thà, và bạn chỉ có hay là nói là khi bạn hồi hộp á, thì bạn hay như anh Linh nãy nói là hơi cà lam. Được cái là bạn nói tiếng Anh á, không cà lam. Để cũng nói hàng là thẳng đúng luôn. Dạ. Sao bạn Long không có bạn gái vậy? Dạ thì bạn là làm IT anh, là suốt ngày chỉ ôm máy tính nè. Ở cơ quan Long có bạn trai không? Dạ, bạn trai thì cũng... Bạn trai thì có. Bạn trai thì có. Có hả? Có. Bạn trai của ông Mai á, là một cái ý nghĩa khác nghe. Bạn trai chứ có nào thấy bạn Long nắm tay bạn trai đi đâu đó không? Dạ cái đó thì em chưa thấy. Chưa chỉ thấy có không? Nắm ly thì có. À nắm ly là dạ, vô hai, hả? Hai ba vô. À cảm ơn em nha. Bạn thấy khỏe đâu, đứng lên tôi coi cái coi. Tôi dạ. Tìm bạn quay vòng coi. Mạnh mẽ không? Dạ, cũng bình thường anh. Có biết học võ gì không? Không có học võ, nhưng mà mấy tháng nay có đi tập gym. Tập gym hả? Gym tập sao? Mấy ông tập gym này tôi cũng nghi lắm nha. Mới tập mấy tháng nay thôi hả? Dạ. Trước đó cũng làm việc mình, xong rồi cũng người nó hơi mập ra chút. Mập là có nhiêu? Dạ, 83kg. Rồi bữa nay em bao nhiêu? Dạ, 72kg. Giỏi vậy? Sao giỏi vậy? Mai chỉ anh tập đi nha. Hồi nãy bạn em nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Bây giờ nói xin chào mọi người, chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh. Thử xem. Hello lady and gentlemen. Hello MC Quyền Linh. Hello Miss Ngọc Lan. Hi. I'm from Hồ Chí Minh City. Ok, sit down please. Ok, thanks. Open. Open the door. Open the door. Yeah. Em biết hát tiếng Anh không? Dạ, em có chuẩn bị một bài, chuẩn bị cũng hai ba bài rồi. Để hát dỗ con nít. Rồi tới hát liền nha. Tiến tới. Em gái đứng lên Lan Anh. I am so many happy to meet you today. I hope we have more meeting in the future. This is my gift for you. And I hope you happy every day. Thank you. I have a gift for you too. Yes. Thanks. Yes. Hát tiếng Anh. I prepare a song. Baby sa do 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 do. Baby sa do do do. Đã đi xa. Do 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 do. Grandpa sa do do do. Grandpa sa do do do. Chắc tới sáng quá. Không, đó, tới đó đó, tới đó đó. Let's go hun, do do do. Let's go hun, do do do. Bài này tôi thuộc dữ lắm. Run away, do do. Run away, do do. It's the end, do do. It's the end. Hay quá. Trời đất ơi. Nó duyên dáng vô cùng tặng luôn vậy đó. Hát tặng lời bài liền Lan Anh. Tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và bằng niềm tình ở con người. Hay quá. Chào em. Dạ anh không biết nói gì luôn. Thường anh đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ? Anh làm ở nhà. Anh nhận một số đề tài A tới Z để mà về nhà làm luôn. Không biết là thường cái thời gian rảnh của anh là lúc nào à? Hiện bây giờ á, chiều tối thứ 3, 5, 7 là anh tự đạp xe đạp vòng quanh thành phố. Kiểu như là một cái bài tập gym khác nho nhỏ để mà giảm cân thôi. Nói chung là 2-4-6 thì em cũng có lịch học tiếng Nhật. Thì 3, 5, 7 nếu được thì có thể cùng đi xe đạp, để em cũng rất thích được đạp xe đạp xung quanh thành phố. Ok.
Hôm nay thứ tư không ta? Nay thứ ba. Dạ hẹn em tối nay đi chơi luôn. Đi bằng xe gì nói luôn, nói cho bạn biết luôn, đi xe gì nói luôn. Hiện tại anh có một chiếc xe đạp leo núi để cùng đi chơi. Không biết có thuận tiện không nữa. Em thì không có xe đạp, nhưng mà tại vì em có đao cái app xe đạp công cộng á, thì có thể mình cùng hẹn ở một địa điểm nào đó rồi mình đạp xe đạp chung. Ok. Không, chỉ một chiếc thôi. Một chiếc là phải chạy xe đạp xình đầm á. Em có chở nổi không? Dạ. Nói bạn gái đi một chiếc thôi. Dạ sao cũng được. Không thể nói chứ, ta có chịu không? Dạ đi một chiếc thôi. Dạ nhưng mà xe anh chở được em không á? Chắc cũng được á, tại xe đạp leo núi mà có cái yên về sau luôn. Vậy là được rồi. Ngắm có chở vòng thành phố nổi không, nói cho tao biết luôn đi. Dạ đạp là chắc chắn đạp nổi đó. Rồi vậy được ha. Dạ. Em thấy bạn gái sao, nói coi. Dạ thì cũng dễ thương. Dạ cũng hiền. Anh hỏi kỹ quá em không biết trả lời luôn. Nè em gái, thấy Long sao? Dạ em thấy anh thật thà. Khoảng bao lâu thì em có thể kết hôn được? Em dự kiến là sẽ lập gia đình trong năm nay hay năm sau là. Cái này thuộc dạng như là nếu mà hai đứa mình cảm thấy là đúng thời điểm thì sẽ tiến tới thôi, chứ thời gian thì do bản thân mình phải tự trả lời á. Ok. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay bạn Lan Anh ha. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau nè, đứng sát vào đây. Đây, 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 đó. Bây giờ nhìn thẳng Lan Anh đi, đó. Có thấy tim đập mạnh hơn không? Dạ, em bật chế độ rung bây giờ rồi anh ơi. Lần đầu tiên nắm tay con gái đúng không? Dạ, tay rất là mềm. Máy giặt Toshiba, điều khiển từ xa, ứng dụng công nghệ IoT. Bây giờ thích thì bấm liền, không chờ đợi gì hết. Cô gái bên kia cảm giác rung động, cảm giác đây có thể là người để mình nương tựa bờ vai. Bấm ngay cái nút đó, bấm liền luôn, đừng chờ đợi gì cả. Rồi bấm luôn. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đây nắm tay vậy nè. Đúng. Ta yêu nhau rồi nắm sen tay, sen kẻ nè. Đó đúng rồi. Đã không? Dạ đã. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà đó. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ cảm ơn anh chị. Và thưa quý vị, bây giờ thì Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được mời quý vị đến với cặp đôi số 2 để xem họ có bấm nút đến với nhau hay không nhé. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27 em thì bây giờ mới phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? À, em cũng không biết nữa chị. Không biết nữa chị ơi. Cũng thích đập lắm. Gì vậy? Gì mà không à? Mẹ lên. Đó bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Là Hiền, em 26 tuổi và em đến từ Thanh Hóa. Em đang làm gì? Dạ em mở shop đồ nhỏ bán ở nhà. Bán tại Thanh Hóa luôn hả Hiền? Dạ không, em làm ở trong Hồ Chí Minh ạ. Dạ quận 4 ạ. Còn bạn bên kia? Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào toàn thể quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Minh. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ thành phố Vũng Tàu. Và hiện đang sinh sống và làm việc tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ em làm trợ lý cho một công ty bất động sản. Em có ưu điểm khuyết điểm gì Minh? Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng và em có thể ca hát. Ca hát hả? Thể thao. Hát cho nó vui vui coi nè. Em có chuẩn bị trước một ca khúc mang tên Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây.
những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi điều phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Wow. Những giai điệu âm nhạc đầu tiên sẽ gửi gắm một cái điều gì đó qua bên đàn gái đó. Em hình dung cái người bạn trai bên đây làm sao? Nghe giọng ấm ấm chị có vẻ nhìn hiền hiền. Hiền hiền à? Dạ. Ừ, nhìn có đẹp không? Thấy giọng ngọt vậy chắc cũng được được, đẹp trai đó. Được được phải không? Em sao anh Linh ảnh đề nghị em hát cái bài Sung Sung mà em hát cái bài gì xìu quá vậy? Tình cảm thì mình mới đẩy tiết tấu lên. Bên đây ta đang nói chuyện, ta đang sát hạch đàn trai mắc cười. Dạ, em chào chị. Chào em. Bài này theo như chị nghe là em đã chuẩn bị để em đến chương trình, đúng không? Em là một người rất là nội tâm đúng không? Dạ đúng đó. Chị thấy em á, từ cách nói nè, giống như chị suy nghĩ chị nói, trời ơi, trợ lý giám đốc mà em nói rất là chậm nha, điềm tĩnh chậm quá. Có thể là đấy. Trước đấy đấy có trước thể khi bước vào đây á là em có run không? Giờ hỏi nghe có run không nè? Dạ em có. Đang run đúng không? Cho nên chị muốn em phải hoạt bát lên là sôi động. Em thấy anh Linh không? Từng đó tuổi rồi mà anh hoạt bát kinh hoàng luôn, đốt cháy giai đoạn anh có thể nói trong một phút 100 từ được. Nói nhanh lên, tiết tấu lên. Bây giờ khuyết điểm em làm gì nói cho bà mối nghe coi. Là hơi chậm đúng không? Dạ đúng đó. Ta có khuyết điểm mà. Dạ đúng ạ. Đó thay vì ta gật đầu cái dạ đúng rồi. Làm gì tấn công đàn trai vậy, để từ từ nó bình tĩnh coi. Nói nghe nè, bên đây là một tia nắng ấm. Bên đây cũng là sôi chứ được. Cho nên là ấm hả? Đây cũng nóng lắm à. Nè, ta đây, ta đây, rồi. Ta đây. Trời ơi. Đó, thấy chưa, một tia nắng ấm không? Ai vậy ta? Em là ai, cô gái hay nàng tiên? Trời dễ thương quá. Vậy mà ai nói là 27, em 27 đúng không? Hay là 26? Dạ, sinh năm 93. Là 26. Trời ơi, dễ thương. Làm người mẫu được nè, đóng phim được đó. Nè mà không biết làm ca sĩ được hay không, hát được không? Hát được nhưng mà hát dở thôi ạ. Thử câu rồi bé. Dạ được, thử câu. Nào. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng hoài mong nữa, anh ấy không yêu mình đâu mà. Đã cô phải giận lòng, quên anh chẳng an tâm. Vì em cảm thấy ai kia không yêu anh thật lòng. Em vẫn cứ chờ hoài, em không bỏ anh đi. Dù cuộc đời sóng gió có mơ mệt thì anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Cái câu chúc hạ là câu đó thôi. Anh hãy quay về đây, em lo lắng cho anh. Em ơi, em thấy cái là em hát theo liền à. Giới thiệu em gái bên đây, em trai cũng dễ thương nha. Chung là bên đó cao bao nhiêu thì bên đây cũng có thể đáp ứng cao bấy nhiêu. Em cao bao nhiêu vậy cưng? Từ mét 9 trở lên. Để đi đi anh. Để anh lọt. Em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Không ta... cần hỏi, nhìn là biết 1m9 nhưng rồi. Nhưng mà người ta không có biết phân định về chiều cao. Rồi từ từ để nó đứng nè. coi rồi nó hợp hay không thôi. Bên kia cho tôi biết là ưu điểm thế nào đi. Ưu điểm của em là gì? Em nấu ăn được. Một cái là không thích nấu ăn thôi. Nhưng mà ngon không? Dạ nấu ăn được là anh cũng ngon ngon đó. Em yên tâm, anh nấu ăn cho em ăn. Thấy chưa? Thấy không? Thấy nhanh nhẹn rồi đó. Em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn. Rồi. Có thể là không ngon thôi. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là không thích nấu ăn. Ủa gì kỳ vậy? Không biết nấu ăn vậy? Khuyết điểm không biết nấu ăn? Không thích nấu ăn. Dạ, nói chung là em lười đi chơi. Chưa có người yêu lười đi chơi, chứ có người yêu rồi bắt đi chơi hoài à. Ủa em lười đi chơi hả? Mà không có kẻ để đi á chị. Rồi, bây giờ em đây tìm kẻ để đi chơi. Hết ngày hôm nay mình sẽ đi chơi đó mà. Đúng không? Rồi bây giờ em trai, đường tình duyên thế nào kể lớn lớn cho đàn gái ta nghe với nè.
Dạ. Còn mấy mối tình rồi? Thực sự thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có luôn. Trai tân nha. Còn nguyên thùng luôn đó hả? Nguyên thùng, nguyên kiện nha. Còn có tem nha. Của em, em cũng xinh gái, ý quên. Em cũng đẹp trai dễ thương. Dạ. Mà sao lại ế? Dạ vì em nhát. Em nhát. Thứ hai nữa là vì trước đây thì ngoại hình của em rất xấu. Không lẽ lúc đó em lùng giờ em cao? Không, ngày xưa là em rất là gầy. Đen đủi rồi tóc tai dài này kia nữa thì cái đó cũng là một cái khuyết điểm mà đến bây giờ em mới khắc phục. Em gầy chứ đâu, em đâu có xấu đâu. Dạ xấu lắm anh. Nhiều lúc em tự ti về cái tự ti ngoại hình của em. Không, em thút lên cũng ngon lắm nha. Cạo láng cái đầu, không, cắt gọn lại xíu ha. Trang trí chút xíu, mặc đồ vest lên cũng như sói ca lắm á. Đó lý do. 28 tuổi rồi á. 28 tuổi nhưng mà nhìn mà tưởng còn... đâu là 21, 22 thôi hả? Mà nguyên đai nguyên kiện luôn. Nguyên y chang. Nhiều khi á, những như vậy nó bị bất ổn về tâm sinh lý đó. Đâu có bất ổn. Thiệt, trời không đất nghe. Ơi, cái tuổi mà của đàn ông con trai là từ 22 cho tới 28 tuổi là cái thời kỳ gọi là đỉnh cao của sức khỏe. Hồi nãy không nghe mà... tao nói hả, lúc ta ổn cái trạng thái cơ thể nó không có tốt á. Nó đen đuổi rồi nó ốm quá. Cái đó quá. Là về hình dáng thôi, còn trạng thái cơ thể liên quan gì tới cái đen đuổi với cái ốm. Người ta thấy ta không yêu, người ta không có, người ta sợ giống. Thì bây giờ mới phải suy nghĩ, tức là đập thùng nguyên đai nguyên kiện hay là nghĩa là chỉ có là chưa có tình yêu thôi đúng không? Còn con gái, bạn gái là đã biết gì đến bạn gái con gái chưa? Ý chị Vân hỏi là em có thể là một người đàn ông đích thực không? Dạ chắc chắn ạ. Em có cảm giác gì một cô con gái đứng trước mặt em không? Nếu như đó là người mang đến cho em một cảm xúc mà cảm thấy rằng em rung động á thì chắc chắn là em sẽ là một người đàn ông. Em thấy người ngay khác... lúc đấy, ngay lúc đấy. Ngay lúc đấy luôn hả? Dạ. Hay vậy. Bây giờ em có bao giờ em tưởng tượng là em sẽ hôn một người nào đó chưa? Dạ em có. Tưởng tượng lúc đó em thấy sao? Em thấy nó bình thường. Tại vì chưa tưởng tượng ra đó là ai anh ạ. Em có nghĩ lúc nào đó em hôn một người nào đó không? Dạ có. Thì lúc đó trạng thái em sao? Chắc là thích lắm. Thích lắm. Em ơi nhưng mà 28 năm qua là em đã từng có cái cảm giác là yêu một người nào chưa? Dạ em có nhiều chứ. Có nhiều đấy. Đây là đàn ông đích thực đấy. Còn em sao? Em thì cũng mới một mối tình thôi chị. Lâu chưa? Cũng lâu rồi chị, hơn một năm. Chia tay hơn một năm rồi? Dạ. Mối tình cũng kéo dài tại vì em yêu cũng chung thủy lắm chị. Yêu bao lâu? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm. Vậy là dài đó. Và mới chia tay một năm. Tại sao chia tay vậy? Em cũng có một gia đình nhưng người đó không đáp ứng được cho em. Vậy giờ chị hỏi em nè, em có thích đập thùng không? Em cũng không biết nữa chị, chưa đập được nữa. Chưa có đập nắm là mình khả năng mình đập nổi không? Không biết nữa chị ơi, cũng thích đập lắm. Vậy em muốn tìm một người yêu như thế nào? Em thì em thích người yêu của em hơi có da có thịt một tí. Em không thích gầy đâu. Không. Đừng có gầy nha. Ngon lắm rồi, hồi xưa thôi. Giờ thì thịt cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà hơi mỡ chút xíu. Mỡ không sao. Em thích tập mỡ. Tập gym nha. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ mẫu hình lý tưởng của em là anh á. Cái bề ngoài anh kiểu như là có da có thịt. Có da có thịt, tức là mập cũng được lắm á. Em ơi em trai ơi, em có hình dung cái người bạn gái bên đây như thế nào không? Em nghĩ là một cô gái nên mặc váy. Ôi hay quá, em hay quá. Váy, có váy. Tóc dài ngang lưng. Hay quá trời, em thấy có gì? Ngang lưng. Trời ơi. Khoảng 1m6. Một mét sáu bảy lần đó ông ơi. Mét sáu bảy là thường là rất là xinh đẹp. Bây giờ mình gặp gỡ gia đình đúng hai rồi. Bên đi. Nên em đi với ai vậy? Dạ em đi với lại mẹ em, chị em. Em trai em họ. Trời bản thân ơi. Cả nhà luôn hả? Đại gia đình luôn. Đại rồi. Gia đình ạ. Chào đại gia đình nhà gái. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Chưa, chị gái xinh chưa? Dạ em chào chị. Chị đoán em. Bạn trai bên này á thì rất là hiền, rất là dễ thương. Thì nếu mà được á thì hai bạn cũng tạo điều kiện cho nhau bấm nút để tìm hiểu có thêm một người bạn. Và nếu tiến xa hơn nữa thì chúng ta làm đám cưới thôi. Hay dạ. Quá. Cảm ơn chị. Rồi cho gặp mẹ đi. Chào cô. Dạ dạ. Chào, dạ, chào hai MC. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào cháu ạ. Mẹ thấy anh bên này đẹp, hiền. Hai đứa cho nhau cơ hội nhấn nút nha. Đấy, thấy chưa? Đó, mẹ ra dấu rồi đó. Mẹ nói là nhấn nút nha. Nhấn nút nha. Phải nhấn thôi. Rồi, cảm ơn gia đình. Trai đi với ai?
Em đi cùng với lại anh em cùng cơ quan ạ. Anh em cùng cơ quan rồi, mời đại diện đàn trai. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân và họ nhà gái. Em tên là Khoa và em là đồng nghiệp cũng như là bạn học của Minh từ hồi lớp 12 đến giờ. Minh ở ngoài đời rất là nhanh nhẹn nha em, chứ không phải chậm chạp như vậy đâu. Nhưng tại vì lên trên truyền hình rất là ngại á. Có cái ưu điểm là trong công việc thì nhanh nhẹn mà về nhà nấu ăn rất là ngon. Ở cùng với em cho nên là nấu ăn thì nấu cho em ăn. Dạ. Ở cùng với em lâu chưa? Ở chung thì khoảng đó, khoảng 2 năm nay ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa luôn. Ở chung với nhau như vậy á, thì có khi nào em thấy có bạn gái nào đến tìm mình thì, không? Thì riêng về khoảng các mối quan hệ với các bạn gái thì chậm lắm. Mình rất là chậm khi mà quan hệ giao tiếp với bạn gái. Dạ đúng rồi. Còn em thì với phụ nữ thì thế nào? Nói chung bọn em cũng mãi làm ăn á. Rồi đâm ra là đến bây giờ vẫn chưa có ai có bạn gái luôn. Dạ. Em ấy luôn vậy đó hả? Ấy luôn. Em nhiêu tuổi rồi? Em bằng tuổi em học cùng với Minh ạ. Hai người chưa có bạn gái ở chung bây giờ. Lại cũng ế luôn. Hai người cùng ế luôn. Mà không bao giờ có một bóng dáng người phụ nữ đến chung phòng của hai người. Hai bạn có dắt nhau đi khám phá ngoài luồng không? Có rủ nhau đi bia ôm đồ. Ôm đâu ra đây trời ơi. Thì phải hỏi chứ. Hỏi tự nhiên đang hỏi bia ôm để hỏi nhỏ thôi. Em có đi bia ôm? Dạ không ạ. Ừ, thế không có đi karaoke nhưng mà bia ôm thì bọn em không biết. Thì nó chơi vui thôi. Bạn gái bên này rất là cao ráo và rất hợp với mình. Thì nếu mà mình không bấm là Khoa Linh không bấm á. Trời ơi, nếu mình không bấm là Khoa Linh không bấm. Cái này được nè. Rồi em xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bên nhà gái tôi dặn dò chút xíu. Dặn cái gì? Bây giờ bạn Minh nè, bạn cố gắng nha. Khi mà cái rào này mở ra một cái là bạn phải hoạt bát, bạn phải linh hoạt. Chứ không có chậm chạp nữa nghe chưa. Mạnh mẽ nha. Lên. Nhanh nhẹn lên nha. Bắt đầu mở rào. Thoải mái. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Anh có món quà gửi đến tặng em. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là cái đèn ngủ kèm quạt luôn. Cái nào quá. Cảm ơn em. Dạ. Thôi, tối nay về coi như ngủ có cái quạt. Mát dữ luôn. Em tặng bạn nữ là cái gối để ngủ ở xe ô tô. Và bạn nữ cũng tặng là em cái quạt này cũng dùng để trên xe ô tô luôn. Hôm nay thì anh sẽ về dưới Vũng Tàu. Nếu như mà em rảnh, anh mời em đi coi như là chuyến du lịch. Em biết Vũng Tàu đúng không? Dạ em biết ạ. Ừ. Anh ơi, nhà nhưng anh mà người ta đi với gia đình, dạ, một đại gia đình anh có mời hết được không? Đông lắm luôn anh. Dạ. Khang à. Cháu mời cô, mời chị cùng các em. Nếu như mà có thời gian thì về Vũng Tàu chơi cùng với lại cháu ạ. Để anh lo xe 30 chỗ ngồi cho. Hai trẻ nói chuyện với nhau đi nào, xứng đôi vừa lứa quá đi. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Em thì chung thủy. Em muốn anh chung thủy. Em cũng chung thủy mà. Có bắt buộc là anh không được phép ra ngoài đường phải không? À không, cái này là chung thủy chứ không phải là đặng ghen thái quá đâu anh. Giả sử bây giờ anh chở bạn của anh đi chơi ngoài đường, bạn đó là bạn nữ, vô tình em nhìn thấy, em sẽ thế nào? Nếu mà em biết người đó thì không sao. Còn nếu em không biết? Em sẽ hỏi chứ. À, đúng rồi. Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy. Anh đang là... đi làm sao mà em chặn là em hỏi được, em sẽ hỏi sau. Chặn liền chứ em, chặn liền chứ mắc gì trời. Chụm liền không chị? Là chặn xe tại chỗ liền, hỏi anh đang đi với ai. Cô này là cái gì? Không, ví dụ mà đang đi lướt qua cái mình chụm không nổi đâu chị. Rượt theo. Rượt theo. Nhiều khi em cũng phải rượt theo á. Để từ từ về nhà hỏi. Trời mắc cười quá, hỏi chối sao, khùng quá. Nếu anh gặp trường hợp như vậy, anh chỉ nhắn tin cho em thôi. Chứ anh không bao giờ mà chạy lên chặn xe, anh tôn trọng em. Vậy là yên tâm rồi đó ha. Mình gặp bạn này á, mình thấy sao? Cái ấn tượng ban đầu của em về bạn thì rất tốt. Con tim em sao, có đập loạn lên không? Nó đập nhanh hơn bình thường ạ. Bạn này có cái nét của Đông Nhi này, rất là đẹp luôn á. Em cười rất là đẹp Minh, em có cái răng khểnh rất là đáng yêu. Thí dụ như giờ hai bên đồng ý, hiểu nhau rồi, bao lâu tụi em có thể nghĩ đến cái chuyện là kết hôn với nhau? Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, em chuẩn bị chưa? Em cũng sẵn sàng từ lâu quá anh. Vậy thì càng nhanh càng tốt. Em có ngại việc làm dâu không? Ngại thì không ngại, nhưng mà nếu mà sống riêng thì sẽ thoải mái hơn. Mà làm dâu mà không biết nấu ăn thì tại làm vì biết em nấu ăn thì sao? Em có thể nấu ăn được.
Nhưng mà khi nấu ăn xong là em không có thể ăn được nữa. Tại vì em làm biếng ăn lắm. Vậy thì anh có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau nè, mình suy nghĩ gì về người đối diện? Anh với em là cũng là có duyên, rất có duyên mới được gặp. Thì anh cũng mong rằng cơ hội lần này anh sẽ nắm bắt. Hy vọng em cũng vậy. Hết thời gian, còn nắm bắt hay không chúng ta sẽ xem kết quả từ nút bấm. Hai bạn để tay vào nút bấm đi. Chúng ta bấm nút là quyết định riêng của chúng ta. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 Hết thời gian. Ủa, xem bấm rồi mà nó. Em có bấm, anh thấy em bấm nãy giờ. Cái anh máy em chậm hai cái cặp này hồi hộp quá à. Cái nút bấm này nó cũng giống như dẫn chơi. Bạn ấy rung quá, bạn ấy bấm ở ngoài không à. Em trai rất là thật lòng. Chưa có yêu lần nào mà anh thấy rằng ở bên đàn trai có một sự chân thành. Có mẹ và gia đình, mình mạnh mẽ lên, mình hứa điều gì đi. Cháu nghĩ rằng hôm nay đến được chương trình này thì cháu với lại em rất là có duyên rồi. Thì cháu cũng hy vọng rằng sau một thời gian tìm hiểu này, xin phép được cho cháu về chơi với nhà mình. Nếu như bọn cháu đến được với hôn nhân, cháu hứa với cô rằng con gái của cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Ghê không? Ăn nói rất là gãy gọn mà chậm mà chắc vâng à. Hai đứa này sinh con đẹp lắm mà nha. Rồi bây giờ mình xin phép mẹ cho đặt nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn, mới có tưởng tượng thôi đó. Bây giờ hôn thiệt rồi nè. Dạ xin phép cô, xin phép chị. Ôi. Đây. Hôn má, cái phọt mát của người ta là hôn má. Thấy chưa, thấy cô gái chưa? Thấy người ta chưa, mạnh mẽ chưa? Anh thích vậy. Trời ơi, gì vậy? Ông hửi tóc đó ông ơi. Ông không cho đàng hoàng, ông hửi cái tóc là sao trời. Gì vậy? Gì mà hung à? Mẹ lên. Đó, bây giờ cần phải mạnh mẽ nè. Đó. Trời ơi, không lẽ tôi đi theo hai đứa này luôn chứ thiệt á. Nếu là có tin vui là báo liền nha. Rất là đẹp đôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Để nói xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Dạ mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà bên mặt nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Chúng ta sẽ chào đón bạn nữ ra trước nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian, cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không, nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ, mét 92. Trời ơi 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ, chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi làm mai cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. không?
Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá à. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, dài xuống cho xíu cũng hay. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình, hát hay nữa anh. Trời ơi, hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát nghe cái coi. Hát nghe bài coi hả? Đúng rồi. Hay không nè. À, vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con, bắt đầu. Nắng ban mai lung linh, rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen. Đến bên em chân tay cứ run, thế nên em nuôi rùa cũng giống như nuôi anh này, kia khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn giống như anh dân, không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em, là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ tìm yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay thì rất là hay, rất là dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không, có bài này có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa cha sắt đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Ừ, tuổi trẻ mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Ừ. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao, chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha, thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi, mất mấy cái cửa. Nhà ngủ giường hết mấy. Nói chung là giờ nằm đại dưới đất lăn thôi chứ gì giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Trời, cao xong nó 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi nét tớp mô đồ gì không? Dạ xưa có thi nhưng mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên mà nhà gái cao mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp các cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ 3. Cũng 3 khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ 2? 2 năm. Mối thứ 3? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo thời gian vậy? Mối thứ 3 nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà 3 mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á, quen thời học sinh thì đâu có bền. Còn mối thứ 2 đâu phải học sinh đâu? Dạ, mối 2 là sinh viên. Sinh viên? Cũng chia tay luôn tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như vậy này kia thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À ổn rồi mới làm giờ lo kiếm. Cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Ừ. Mình nói đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi.
Mối tình thứ hai của em thì cũng được một năm, do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn ạ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi, em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ ạ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn á hả? Dạ, đúng. Có bừa bộn không? Dạ, nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác, nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Rồi biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai, hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp, nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà, nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi? Bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Người nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao. Cũng sợ bị cô tôi lo. Có ông mai bà mối ở đây để làm cái gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc tính sao nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái, nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đừng đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng sát sát chứ, không dám đứng gần thiệt. Đứng sát vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại, rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lòng ngực đó là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau hay không. Đấy, cảm nhận thế nào các bạn? Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái anh bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn thiệt đó. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao? Em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không? Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn ạ. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào ạ? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, thỉnh thoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh, được cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ, thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh.
quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau ba bốn năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng 5 tháng nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi... Thật ra thì cũng có nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới. Đúng người thì em sẽ cưới. Mà quan niệm quen mà có thể quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà cái chiều cao tội anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được không? Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm nhau một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm nhau hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không. Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy? Rồi xong. Chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được khỏi. Chốt hạ dạ, luôn. Rồi. Khỏi nói nữa, chốt. Nắm tay. Lên này. Chúc mừng. Đó, lại nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tuổi quá. Tuổi trẻ nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Của tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình. Em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha, bác trai bác gái. Giờ hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương. Biết quan tâm chăm sóc gia đình với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh... Anh gì? Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chạc. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Bùi Linh. Chúc mừng cặp đôi. Họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ có duyên có phận và sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi.
nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Dạ vâng. Trời ơi, để nó là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2, 3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Rồi em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi điều hành về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở mấy lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À dạ, rồi vâng. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới mười nhược điểm của em nữa là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua ba mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba. Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê thì bạn đó không đồng ý, yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học. Mới lại môi trường nó tốt. Thì em cho cháu trai nó về học, học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở một mình với mẹ em. Trình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu ạ. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi. Em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Dạ, anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Và rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai.
Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Để em chào chị Hồng Anh xinh đẹp ạ. Dạ chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Da cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Ừ, được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định, tôi phải nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè bây giờ anh cào cào không. Xuống. Đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. Đó. Bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ, thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai, không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em chỉ, em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm, chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào? Nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư hả? Dạ. Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. À, như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha. Dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó. Năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? À, em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Dạ chào em. Dạ để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Anh nghĩ cái khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng muốn quà tặng anh ạ. Anh xin. Cảm ơn em. Bông hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô. Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng qua như là một cái kỷ niệm. Dạ. Yeah. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Yeah. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ. Yeah. Anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng rồi, mà trong tí anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. Anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. Anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ. Anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. Nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ?
theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng, quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, yeah. Quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. À. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ, yeah, cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô ấy biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. À? Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều với nhau, một phải chia sẻ. Được. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình thấy tiếp xúc về da thịt với nhau một cái cảm xúc và tôi nói là được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Tôi nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng là một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu, nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Dạ. Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm này anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn lên ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du thì chiều về. Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. Hát hay quá à. Tôi em gái đi, em gái. Tôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Đấy, chơi đi em, không sao dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề, dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi, dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng, dường như em đã lăn thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Em quên lời rồi, em xin hết ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Mày, tôi nói cậu biết nha. Wow. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này
đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ, em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi, bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, hoặc là đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị. Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mảnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu hết. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi nồi, này, đi đi, quay quay quay. Rồi. Làm như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc, năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ, ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay. Bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống bia gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh. Tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta. Dễ thương quá. Hết quạo luôn. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. À để hỏi bên này. Mình thích xem phim, mình thích câu chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc truyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc Quan Ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện, nghiện là cứ dối ngày ôm chuyện đi đâu, lòng đi đâu đọc vậy nè, thì mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm, cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người đó. Khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu là biết hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lạc.
bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị, nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà, đúng không em trai? Dạ, em không thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhà tôi giặt phèo à. À ăn... Nói hai bạn này hợp nhau quá. Đúng rồi, hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi, phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi, chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa. Cái sau này khi em mà ra trường xong á, thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết coi em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái em bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không có. Bây giờ hỏi nè, em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi, bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa, chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy tim, được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Đường tình duyên sao nói cho bà Mai đó nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cắt lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa, một lần nữa xa đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi, nên muốn nên nên đây thôi. Rồi, bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1.5m đến 1.65m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết làm ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng, bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị của em cũng không thích, nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn ấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám nối hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn ấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ơi. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á, mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ. Kệ, chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút đến, bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi TV hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được.
chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản, chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam ạ. Nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao, tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào, tại vì bạn em nó rất là nhạt, nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che là nhạt hoài rồi, chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là cách nói chuyện luôn. Phong cách đó. À phong cách á. Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thà thẳng á. Tính mình mặn là yếu tố hài hước này kia đó. Hài hước à. Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhẹt lắm, lâu lâu là nó nói chuyện sọt ra vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc với anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai chúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Dạ. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Dạ. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Dạ. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có sẽ có vấn đề nha. Rồi mở rào, nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ong nhân sâm tư quận nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì? Để thì giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh, là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi. Ấy là đi. Người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi. Còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất. Nó kiểu kiểu vậy á, thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không? Sau giờ làm. Em cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Đó. Thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mình đi làm về mình làm cái gì? Đó. Ngủ chơi, làm về mệt luôn ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm cái gì? Soạn bài, soạn bài. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự là... Mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây mình đi trên chương trình á, mình cũng đặt đường mình đâu biết tường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học siêu vị kỹ thuật thì ít khi vô đây á, giờ vô đây giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về quê luôn phải không?
Và cũng không được quen ai nữa phải không? Thời đi học là lúc đại học á, thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện tí xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về không mà. Nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Sao ta? Có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái á, đúng nghĩa là đoan trang, thùy mị, nết na, đoan chính, từ hồi nhỏ tới lớn không biết cái gì về thế giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc. Chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết cách để khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em. Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi, thì em cũng lo, lo được là... mà thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó, thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn, chỉ có điều là bạn ấy không biết yêu ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó, nó giống như tờ giấy trắng thôi. Còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn, là em dạy mỗi chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy, không dạy thôi. Là sếp đủ gì đó anh? Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ, em ở Hóc Môn, mà ngay phía khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á. Em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ thử mở nhạc Rumba cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Chị thua chị ơi. Đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia tệ để lên đây. Rồi, khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi, này, đi quay. Rồi, xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chơi chị MC đâu nhỉ? Không phải sao. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đang vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình với bạn cũng chưa có kinh nghiệm về tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời.